Cuộc thi ảnh sáng tạo bánh rán rộn ràng hè vui. Tham gia ngay để khám phá đất nước Nhật Bản và nhận nhiều giải thưởng hấp dẫn bằng cách sáng tạo thật nhiều tác phẩm độc đáo làm từ bánh rán. Ở một ngôi làng được làm từ những chiếc bánh rán ngon lành cùng sô-cô-la và mật ong. Có một cậu bé tên là Bánh Rán. Wow, thác mật ong trông mới hấp dẫn làm sao. Chào bác mặt trời Bánh Rán. Chào bé Bánh Rán. Thuyền dưa hấu ơi, chạy nhanh lên nào. Cây cầu ơi, mở ra. Mẹ ơi, bé Bánh Rán về rồi nè. Tao sẽ ăn ống khói kem. Mình làm cho bé Bánh Rán bất ngờ nha. Mời bạn nếm thử món bánh rán ngon tuyệt của mèo. Hè này, hãy cùng bé thỏa trí tưởng tượng với một bánh rán pha sẵn Ajinomoto. Ajinomoto.